Ừ, cả nắng thật, nắng thật đấy. Đẹp mà, bông này đẹp nè. Bông này đẹp nè, bông này cánh bầu của phê nè. Bông này cánh bầu luôn, quay. Cánh bầu bay tiếp một hơi luôn, nhìn phê. Có sẵn mấy mầm gốc nữa, em làm sưu tầm thì chia luôn. Em hai cây sẽ chia rồi. Còn hai mầm gốc này với mầm gốc. Cái này chưa bay lắm cả nhà. Dạ, bỏ hiền nhé. Dạ, cái này mai mới bay. Mai mới bay. Cái bông này nở trước này. Bông này nở trước này. Gần hết pin nó căng chứ anh em đang xem đâu mà gần hết pin. Tôi chào cả nhà, chào 20 anh chị đang xem live. Chúc cả nhà chúng ta cuối tuần vui vẻ. À, hôm nay buổi trưa anh em đang ngắm hoa ở Sài Gòn cả nhà. Đấy, đây là ba bông bảo duy đang nở trên thân, một chậu bảo duy nái. Đây rất là nhiều chi mầm và ki nha cả nhà, nhiều mầm và ki. Thân dài này cả nhà. Một chậu bảo duy nái. Nở đẹp, mới nở nên là cứ chưa được căng lắm. Chào 50 anh chị đang xem live. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giúp Huy bài like để chúng ta lan tỏa cái vẻ đẹp của bông hoa lan. Đây cả nhà anh em ở Sài Gòn, anh em Bình Dương, anh em ở Hà Nội đang ở vườn anh Đoàn Thanh. Đây là anh cái hồ này. Đó. Rồi anh Trương Công Danh này, anh Nguyễn Thanh Tùng này, anh Bá Thành này, anh Trần Quý này, anh cái Lộc Vân này. Đấy, bên kia là bót đó, bót gầy gầy đó cả nhà, anh Đoàn Thanh. Anh Đoàn Thanh ơi, anh Thanh. Đây là Bảo Duy, đây là Bảo Duy này. Chào anh Vĩnh Tô, chào 60 anh chị đang xem live. Cả nhà chia sẻ chú Huy với, đang ngồi giăng nắng nha cả nhà. Đang giăng nắng để tác nghiệp. Chào anh Kiên Đặng. Đấy, lát nữa thì Huy sẽ mời cả nhà chúng ta ngắm một siêu phẩm nữa. Mà hôm nay thì Bảo Duy là cái bông mà sẽ khoe sắc đẹp nhưng mà chưa phải là chủ đề chính. Chủ đề chính thì lát nữa Cao Tùng Huy sẽ mời cả nhà chúng ta cùng xem. Nhưng mà hy vọng rằng cả nhà sẽ chia sẻ giúp Huy cái bài like của Huy vào các trang giúp Huy với. Chào 80 anh chị đang xem live. Dạ. Đây, anh Trung Thọ Trần, một người anh ở Hà Nội đang tác nghiệp nha cả nhà. Đấy. Đấy cả nhà. Bông này mai mới đẹp này, mai mới căng mới đẹp này. Rất là phê luôn. Đấy. Đây cả nhà, mời cả nhà ngắm người đẹp Tùng Hói. Đấy, đây là Tùng Hói. Đây cả nhà ơi. Này là cái gì ta? Dạ. Là Hoa Lan lại khang. Đấy. Chỉ cần đẹp là được cả nhà. À, đẹp là được. Đấy. Đấy cả nhà. Quay sơ sơ cả nhà ngắm xíu nhá. Đấy, quay sơ sơ xíu thôi. Đấy, lát nữa thì sẽ quay sâu hơn, kỹ hơn, chi tiết hơn. Đấy, trước tiên thì ngắm Bảo Duy cái đã. Đấy. Cứ bỏ đi. Chào Nguyễn Hữu Tuấn. Chào anh Phan Tiến Đạt. Ok, đúng rồi. Thank you. Rất là đẹp cả nhà. Yogus. Đấy, Bảo Duy mày nở đẹp quá cả nhà. Đây rất là đẹp cả nhà. Chơi gì nhỉ? Đẹp nhỉ? Quá đẹp mà. Không hiểu không? Hoa này không chơi. Rất là đẹp nha cả nhà. Đấy. Nên là anh em này không chơi gì anh em đâu không? Nên là tại sao mà Bảo Duy vẫn là một cái mặt bông mà được rất là nhiều anh chị em chúng ta sưu tầm yêu quý. Bởi vì đơn giản là nó đẹp thôi cả nhà. Đơn giản là đẹp thôi. Đúng bên đây vì đẹp nó đẹp nhà. Đẹp không? Đấy. Mùi hương thơm ngào ngạt quá phê luôn. Đấy, cả nhà thấy không? Mùi hương thơm ngào ngạt rất là đẹp, rất là phê luôn. Chào chính trường nhá. Ok chính trường. Đấy, cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giúp Huy với. Chào anh Đỗ Mạnh Đô, chào anh Lê Trực. Luôn luôn. Cảm ơn anh Phan Tiến Đạt. Những cái đẹp, những bông hoa đẹp và cái đẹp. Thank you em Nguyễn Hữu Tuấn. Đấy. Không bao giờ mai mốt. Cái này bông này ngày mai nó mới đẹp cả nhà. Mà trên cây Bảo Duy cả nhà thấy này. Đây là một băng bông xước mà mặt xước huyền thoại này. Đấy, đây là mặt bông xước huyền thoại này. Sức màu huyền thoại này. Bên này cũng là sức màu huyền thoại này. Và trên một thân cây thì Bảo Duy vẫn có sức động sức mờ nha cả nhà. Đấy. Đây là nó luôn luôn là như thế. Dạ. Yeah. Sức động hay sức mờ đối với Bảo Duy thì đều là cái phiên bản nào cũng rất là đẹp. Dạ, yeah. Trên một cái thân già. Đấy. Cả nhà thấy không? Rất là đẹp. Dạ yeah, vâng, vẫn quay trở lại đây anh Phan Tiến Đạt. Tất cả mọi thứ nó phải chờ có thời gian. À, trong khi là tất cả các ngành nghề đều gặp những khó khăn. Đấy. Hầu như tất cả ngành nghề đều gặp những khó khăn thì cây lan vẫn được anh em yêu quý, anh em lan tỏa, anh em làm kinh tế.
và đặc biệt là những anh em mới sưu tầm đam mê để chơi, để nhân giống, rồi biết đâu lại chúng ta lại chung chí hướng để làm kinh tế từ cây lan cả nhà. Vâng, Huy đang quay cả nhà, mời cả nhà ngắm là Bảo Duy nha cả nhà. Dạ, Bảo Duy. Chào tâm 145 anh chị đang xem live, hy vọng rằng mỗi người cho Huy một quả bổ sẻ để chúng ta cùng lan tỏa cái vẻ đẹp dạ của bông hoa lan. Chào anh Sơn Nguyễn. Đấy cả nhà thấy không? Sước rất là đẹp, Huy vẫn thích bông này này. Bông này cái nét nét mắt nó đậm mà nhìn nó mạnh mẽ. Vâng. Rồi đây nữa cả nhà. Đấy, cái bông này thì trên một cái kỳ thôi lách ra nhưng mà nó nở bông. Khá là đẹp, cánh sáp rất là đẹp nha cả nhà. Cái bông này đặc điểm bông này sẽ bị lỗi ở đây bên cái mắt này một chút xíu, nó không được đều nhưng mà mũi to, cánh sáp đẹp. Mỗi người chơi thì có một sự nhận định. Dạ. Mỗi người có một sự nhận định và bản thân Huy không dám nhận định gì cả, chỉ biết thấy đẹp là yêu, đẹp là chơi thôi. Chào anh Văn Kiển, chào anh Trường Văn. Dạ, rất là đẹp. Chào anh Tân Trần, em đang ở Gò Vấp anh ạ. Chào anh Văn Cao, chào bạn Bùi Đức Mạnh. Mũi này, mũi cực kỳ tây cả nhà. Đấy, thân cái kỳ lách xuống trồng lên một bông hoa. Nhưng mà phải nói là cũng khá là đẹp rồi. Nếu như mà thân khỏe thì nó sẽ đẹp hơn. Cái mắt nó đầy bị lõm một xíu này. Dạ. Chào anh Nguyễn Văn Sơn. Chào Nguyễn Thành Tôn. Chào Vương Minh Quân. Cái cánh sáp rất là đẹp và cánh dày nha cả nhà. Cái này là bay hơi bị lâu luôn. Đấy, cánh hơi dày như thế này thì có thể là bay ngày bay đêm luôn. Chào 150 anh chị em đang xem live. Dạ vâng, cây này là cây đại cát đang nở ở vườn anh Thanh. Dạ. Bông đại cát đang nở vườn anh Thanh. Đây nữa cả nhà. Đây nữa cả nhà. Đây nữa cả nhà. Đây là cao cao Tùng Huy đang live stream. Một người chào các anh chị em nhá. Thân thiện ở trên những cái bài hát. Đấy. Cả nhà thấy không ạ? Mỗi người một cái cuộc chơi, một kiểu chơi, một nhận định. Thị trường của chúng ta vẫn thế. À. Sẽ chẳng có gì là đúng hoàn toàn và cũng chẳng có gì là sai hoàn toàn. Chơi kiểu nào, hay chơi mã bông nào hay gọi như thế nào là quyền của chúng ta cả nhà. Cảm ơn anh chị Hồng Vũ. Chào anh Dũng Lê. Dạ, đây cả nhà. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Cực kỳ đẹp nha cả nhà. Cực kỳ đẹp. Anh chị em thích gọi kiểu gì thì anh chị em cứ gọi, bởi vì là quyền của anh chị em. Dạ, thích gọi Vĩnh Khang, thích gọi Đại Cát hay là Đại Khang là quyền của anh chị em. Nhưng mà đến nhà anh Thanh mà hỏi thì chắc chắn là cái giá nó khác nhau cả nhà. Dạ. Đấy cả nhà thấy không ạ? Muốn gọi gì, muốn chơi kiểu gì là quyền của tất cả anh em chúng ta. Thị trường đấy, tùy thuộc vào tất cả mọi người, chứ không có tùy thuộc vào ông nào hay bà nào hay là anh nào hay là em nào hay chị nào cả. Dạ. Và bản thân như Huy thì cả năm vừa rồi Huy chia sẻ nhiều Phú Thọ đồ lắm. Dạ. Đấy, bông này ngày mai nở sẽ đẹp này cả nhà. Ngày mai nở sẽ đẹp. Dạ. Ngày mai nở đẹp. Cảm ơn Nguyễn Thị Luyến rất là nhiều. Chào 155 anh chị đang xem live. Huy quay góc ngang mời cả nhà chúng ta ngắm nhé cả nhà. Đấy. Huy thì Huy thấy cứ bông ở đâu bông đẹp thì Huy tìm tới Huy quay thôi. Dạ. Đây cả nhà. Dạ vâng, chậu này không có bán đấy ạ. Không có để chia sẻ, chậu này để ngắm hoa. Dạ, cả nhà thấy không ạ? Rất là đẹp mà. Thì em thấy em đẹp chứ bản thân em thì thực ra thế này. Cũng chia sẻ với cả nhà là thứ nhất về chuyên sâu về bông thì em chưa có kinh nghiệm nhiều. Em cũng không chưa đi chuyên sâu về bông nhiều. Nên là chỉ thấy ở đâu đẹp thì em tìm tới và em giao lưu cùng với anh em. Dạ, còn nhận định thì tùy vào tất cả các anh chị em. Dạ, anh chị em thấy đẹp, anh chị em thấy thích, chúng ta chơi thì chúng ta kết nối, chúng ta đam mê. Còn
em không dám nhận định gì nhiều, chỉ thấy đẹp em quay lên nhé cả nhà. Dạ vâng anh trai, dạ vâng, muốn hốt lắm nhưng mà cái này hơi to tiền. Cái này hơi to tiền. Đây góc này rất là đẹp cả nhà. Góc này rất là đẹp. Rất là đẹp nha cả nhà. Muốn hốt lắm luôn anh Tân ơi. Đấy. Đấy, hai cái mầm gốc này cả nhà. Hai cái mầm gốc. Yeah. Chào em Hoàng Trần Anh nha. Cảm ơn anh Hoa Trần Mạnh. Đấy cả nhà thấy không ạ? Dạ cả nhà thấy không ạ? Đấy hôm nay thì hầu như là một buổi cuối tuần nắng đẹp và bông nở đẹp. Đấy. À, bông này là bông đại cát đấy cả nhà. Chào em chào anh Huy Đông. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Cả nhà chúc anh buổi trưa vui vẻ. Đẹp lắm. Đấy, rất là đẹp cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì sẽ quay góc sau này mời cả nhà chúng ta ngắm. Dạ. Em chào anh Nam. Cô đấy. Đấy cả nhà. Dạ. Lan tỏa cái vẻ đẹp của bông hoa lan. Dạ. Lan tỏa cái vẻ đẹp của bông hoa lan. Và người chơi, kiểu chơi, cách chơi, rồi mã để chơi, rồi chơi vì mục đích là đam mê hay là mục đích là kinh tế là tùy thuộc vào tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta không chơi, chúng ta vẫn ngắm, chúng ta vẫn thưởng thức cái vẻ đẹp. Dạ. Cái quan trọng nhất là chúng ta dành cho nó một cái tình yêu, một cái mặt bông mà thiên nhiên ban tặng thôi. Dạ. Còn tất cả mọi thứ, tất cả vạn vật ở trên đã xuất hiện ở trong vũ trụ này thì đều có gì ạ? Có thế mạnh. Đấy, có điểm yếu, có cái đẹp, có nét đẹp và cũng có nét chưa đẹp. Thì chúng ta cảm nhận thôi. Bản thân Huy thì Huy luôn luôn trân quý những điều tích cực. Cái vẻ đẹp còn dạ, còn mà đẹp như thế nào thì tùy vào trong mắt của tất cả anh chị em. Cái bông này bị xước đây một xíu, bị rách đây một chút xíu này cả nhà. Bị rách một chút xíu đi cả nhà. Bị rách một chút xíu nha cả nhà. Cả bông này thì ngày mai mới căng này. Cả bông này ngày mai mới căng này. Cảm ơn Sunny Tuấn Anh, Huy chào anh Sơn Nguyễn. Dạ, rất là phê nhé cả nhà. Cực kỳ phê nhé. Đấy, bông này ngày mai mà nở thì Huy nghĩ là cũng sẽ đẹp này. Bông không có to lắm đâu, nhưng mà cánh khá là đẹp. Cứ thấy đẹp là nói đẹp thôi phải không ạ? Đấy. Đó. Đó, rất là phê. Yeah, rất là phê nha cả nhà. Wow, nắng quá. Nắng à? Cực kỳ nắng luôn. Nắng cực kỳ nắng luôn cả nhà. Mặt của nó rất là sắc và to. À. Rồi, em đây. Dạ mời cả nhà ngắm ngắm vườn của anh trai xíu. Dạ ngắm cây ngắm hoa xíu chứ lo ngắm ngắm hoa riết rồi lại không được học hỏi anh yêu chăm cây. Đây khu vườn ở trên của anh Thanh. Đây chủ boss của vườn đây cả nhà. Anh trai chào cả nhà các anh trai. Anh Đoàn Thanh. À, của Hoa Lan Bình Phước. Đây cách trồng ở chân giớn nữa cả nhà. Đây khổng tước trồng chân giớn nữa cả nhà. Đấy, trên này thì anh em đang làm, mới làm tạm thôi cả nhà. Đây này Bảo Duy cả nhà này. Bảo Duy rất là đẹp này. Đấy vừa Bảo Duy nha cả nhà. Thiên nhãn. Thiên nhãn em vừa em vừa mới hỏi mà bữa hỏi mà chưa có giao lưu với anh trai được. Đây này, cái này này. Dạ. À cái này ha.
Đây là thiên nhãn cả nhà, mặt bông sước cũng rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là hiếm. Rất là hiếm. Mà hiếm thì nó lại đắt cả nhà. Đấy, thiên nhãn đi cả nhà. Vâng. Năm cánh trắng thiên nhãn. Có hai giống thiên nhãn, một giống thiên nhãn là mũi hồng. Một giống thiên nhãn là mũi trắng. Nó khác nhau hoàn toàn cả nhà. Nó khác nhau hoàn toàn. Dạ. Gấu trúc này. Hồng Minh Châu này. Cái này nhìn này chắc là đây mộc. Dạ. Mộc Văn Lang. Có Mỹ Dung, Hoàng Tuấn Mỹ Dung này. Đây để chờ Sơn Nữ Sơn La nha cả nhà. Ở trên này chắc mai mốt này làm một cái tiệc khai trương vườn rồi. Dạ. Anh Thanh đang dừng tạm cả nhà, đang dừng tạm cái khung lên để che một vài cây thôi. Đây cây đang gửi chưa lấy về. Dạ, cây đang gửi chỗ khác chưa lấy về. Đấy, trên một ngôi nhà rất là đẹp nha cả nhà. Một cái ngôi nhà mà rộng. Đây, một cái trồng khổng tước nữa cả nhà. Trồng trên một cái sồi, cái dừa phải không? Đấy. Và gắn vào một khúc gỗ. Đấy, lũa nhà, đây cả nhà. Này Bảo Duy này. Đây nữa cả nhà. Đó. Bảo Duy nở đẹp. Đấy, khi mà chúng ta chơi, chúng ta đam mê thì chúng ta cứ trồng đủ mọi cách. Tất cả vạn vật đều có được cái sức sống, cái khao khát cuộc sống mãnh liệt. Nên là như cái này thì lúc thời kỳ đầu nó sẽ khó khăn ở bộ rễ. Cái này cũng thế, khi mà ra rễ nó khó khăn nó bám vào. Nhưng khi đã bám được vào kiểu như thế này này, kiểu như thế này đâm bám vào thì cây sẽ phát triển rất là tốt cả nhà. Dạ, cây sẽ phát triển cực kỳ tốt luôn. Đây nàng thơ này, hồng tước này. Vâng. Chào anh Hoàng Trần Minh nhá. À. Không gian vườn trên này thì thoáng mắt quanh năm luôn. Sài Gòn này cả nhà, loanh quanh Sài Gòn này, trên sân thượng. Đây là cái mô hình nông nghiệp, đấy, nông nghiệp trên nóc nhà. Dạ. Tôi chào 167 anh chị em đang xem live, chào em Nguyễn Minh Tấn. Đấy, xuống dưới mời cả nhà, anh em chị em mới ngắm thêm lại bông nha cả nhà. Hả? Bật đèn hả anh? Thôi kể đi, không sao đâu. Đáng lẽ là Huy lên Bình Phước live stream hôm qua rồi. Anh em hẹn lại đi ngắm hoa. Nên là Cao Tùng Huy dành khoảng thời gian để được gặp các anh chị em. Đấy. Anh Lê Bá Thành. Dạ đúng rồi anh Phong Nguyễn, vườn của anh Đoàn Thanh. Chào 177 anh chị em xem live. Đây ngắm lại xíu Bảo Duy nha cả nhà. Ba bông Bảo Duy khá là đẹp. Đấy. Bông này thì vừa to vừa đẹp này. Đấy, bông này vừa to vừa đẹp nha cả nhà. Đấy, trắng. Thực ra thì bông nào cũng thế, khi mà tự nhiên thì nó có một cái một xíu siêu vẹo hay là một xíu mà cánh nó khuyết một chút xíu. Tất cả mọi thứ không có cái gì hoàn mỹ cả. Đấy, sẽ có cái nét đẹp riêng và có những cái nét mà chưa đẹp. Nhưng mà chắc chắn là gì ạ? Dưới cái con mắt, dưới cái đôi tay của anh chị em yêu hoa lan thì lúc nào cũng sẽ muốn cho cái bông đẹp nhất. Và người phụ nữ đẹp thì cũng phải cần có những gì ạ? Cần có bộ trang phục đẹp. Cần được trang điểm cho phù hợp, phải không ạ? Đấy. Nhiều anh chị em nói để nó đẹp tự nhiên đi. Yeah. Mà xã hội chúng ta thì hay nói là đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, phải không ạ? Thì cái này nó là nghệ thuật. Chơi cái niềm đam mê, chơi cái vẻ đẹp đó là nghệ thuật. Bông này ngày mai mới căng nhé cả nhà. Bông này ngày mai mới căng nhé. Dạ, chào 217 anh chị đang xem live. Chào 217 anh chị đang xem live. Nắng thật đấy.
mà lần đầu tiên trong lịch sử mà hai cây nở cùng lúc. Nắng đấy, mời cả nhà ngắm lại cái bông này là trên thân một khúc ki nha, một cái bi nha cả nhà. Dạ, trên đỉnh một cái bi. Nếu mà nở trên này thì người ta hay nói, anh em hay nói là nở bói đấy, nó cánh đẹp. Đó. Đấy, các Tùng Huy mong rằng 212 anh chị đang xem live chia sẻ giúp Huy một bài live vào các hội nhóm giúp Huy với. Huy cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, Huy cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh chị em. Và chúc tất cả anh chị em buổi trưa cuối tuần thật nhiều vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc. Luôn luôn, chúng ta luôn luôn lan tỏa cái năng lượng tích cực, dạ, cái niềm đam mê hoa lan đến với mọi người. Dạ, cũng sẽ có người yêu, cũng sẽ có người ghét, cũng sẽ có người không yêu không ghét. Dạ, cũng sẽ có những người không quan tâm. Nhưng mà chúng ta là những người đam mê hoa lan đã xem live đấy của Huy cũng như tất cả anh chị em yêu lan, thì chúng ta sẽ có được những cái cảm nhận đấy, có được sự quan tâm dù là yêu hay ghét, thì chúng ta luôn luôn dành cho nó một cái vị trí trong lòng. Dạ, đây cả nhà. Rồi ngắm lại một chút xíu nữa ạ, ngắm lại một chút xíu. Dạ đây, đấy. Nắm lại một chút xíu. Đấy. Tranh Lộc Vinh nhá. Dạ, có một số anh chị mà chào Huy mà có ẩn comment mà Huy không có thấy để chào các anh chị em, thì rất là mong anh chị em thông cảm giúp Huy. Dạ. Đấy. Đẹp mà. Đẹp. Đấy. Cánh nó thế, bông nó thế, thì chúng ta cảm nhận thôi ạ. Rồi, sắp đến đây Huy xin phép xuống live nhá. Chúc cả nhà chúng ta cuối tuần vui vẻ, gặp nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, và luôn luôn giữ cái nhiệt huyết của niềm đam mê dành cho bông hoa lan của chúng ta. Dạ, một đặc sản của Năm Cánh Trắng thì đặc sản riêng của người Việt Nam. Dạ. Dạ, ok anh Tân Trần. Bye bye cả nhà nhá. Bye bye cả nhà. Dạ, bye bye cả nhà. Chủ nhật cuối tuần thứ bảy, chủ nhật vui vẻ nhé cả nhà. Bye bye.